Em ơi, tóc của em á là em phải uống nữa, lên form nó mới đẹp nha. Tết tới là mình uống luôn nha. Ê, nói nghe làm giùm cái task này được không? Chứ giờ kiệt lực quá là không có kịp. Ê tụi bay, tháng 7 này du lịch nha. Nãy giờ em không nói gì hết chắc ok rồi đúng không? Rồi bây giờ ta không còn thời gian nữa, mày uống đi em. Anh đảm bảo luôn, uống lên là kiểu tóc rất là đẹp. Nhiều bạn tới đây hết rồi, anh đảm bảo mà em uống lên là... Vậy thì làm sao để có thể từ chối những trường hợp như vậy và nhiều trường hợp khác nữa mọi người. Xem video đi rồi mình nói thêm cho mọi người nha. Ngày xưa là mình không có biết từ chối đâu, kể cả những cái trường hợp như là mình bắt điện thoại lên mà người ta tư vấn cái này tư vấn cái kia mà mình không có nhu cầu á, mình cũng không có biết cách từ chối như thế nào. Hay thậm chí là có những người mà kiểu không có thân thiết lắm á lại mượn tiền mình cũng không biết cách từ chối luôn. Hồi xưa mình thật sự rất là bị bất tiện bởi những cái lần mà không biết từ chối như thế nào như vậy á. Và bản thân mình sau một khoảng thời gian rất là dài đã dần học được cái cách là nhận biết được là những cái trường hợp nào mình nên nói từ chối và mình nên nói từ chối như thế nào á. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái kinh nghiệm đó của mình. Video này cũng rất là đơn giản thôi, mình sẽ chia ra làm hai phần. Cái phần đầu tiên á, mình sẽ nói tới những cái tác động, những cái tác hại mà ngày trước khi mà mình không biết nói lời từ chối, cũng như là so sánh nó với hiện tại khi mà mình đã nói được cái lời từ chối rồi và nó làm cho cuộc sống của mình thay đổi như thế nào. Và cái phần thứ hai á, mình sẽ chia sẻ cho mọi người năm cái lời khuyên mà mình đã đúc kết được thông qua một khoảng thời gian mà học cách nói lời từ chối đó. Thì trước khi bắt đầu mình muốn nói cho mọi người là những cái mà mình chia sẻ như mình nói nãy giờ sẽ là những cái mà mình đúc kết được trên kinh nghiệm bản thân nha, không phải là những cái gọi là quá lý thuyết đâu, cho nên là mọi người có thể tham khảo ha. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ mình vào video nè. Rồi, cái phần đầu tiên sẽ là những cái tác động của cái việc mà học cách nói lời từ chối đã giúp ích cho mình như thế nào cho cuộc sống của mình. Thì như hồi nãy mình có chia sẻ, trong tất cả những cái trường hợp trong cuộc sống luôn là ngày trước mình không biết cách nên nói lời từ chối như thế nào á. Ví dụ như hồi trước đi ha, thì lên đại học á, mình được nhận rất là nhiều những cái kèo rủ nhau đi du lịch. Ừ, thì mình không có trách móc gì người ta hết trơn á, nhưng mà bản thân mình thì lúc đó mình gặp rất là nhiều, gọi là sao ta, mình rất là kẹt nhiều vấn đề á. Ví dụ như là mình biết là sắp tới khoảng thời gian mà bạn bè mình nó rủ mình đi á, là mình sẽ có một vài việc gia đình cần phải xử lý nè. Mình không có chắc chắn, nói chung là tại thời điểm đó mình không hề dám chắc chắn luôn. Nhưng mà tại vì cái mọi người đang nói chuyện vui quá, tự nhiên cái mọi người đang bàn quá trời, có lẽ mình nhào vô, ê chắc là ta không đi được đâu. Thì ý là nó rất là kỳ á mọi người. Cái xong cái tại thời điểm đó thì mình rất là ngại mấy đứa buồn, cho nên là mình đã hứa là ok, nhưng mà mọi chuyện sẽ không đáng nói cho tới khi là thật sự cái kèo đó đang sắp tới rồi đó. Thì mình lại gặp rất là nhiều vấn đề luôn, và đã có vài lần mình phải hủy kèo với bạn mình. Cái thời điểm đó là những cái tác động ngoại cảnh không cho phép, mà mặc dù bản thân mình hồi trước đã từng lường được rồi nhưng mà mình vẫn hứa với tụi nó đó, thành ra là nó ảnh hưởng khá là nhiều tới mình. Nhưng mà về sau á, thì khi mà mình đã học được cách mà nói từ chối nó khéo léo hơn và nó cân nhắc kỹ lưỡng về tương lai dài hạn hơn á, thì mình thấy là xét về mặt lâu dài thì tình bạn của bọn mình nó lại bền chặt hơn. Để mà so với hồi xưa mình hứa với tụi nó xong mình thất hứa, thì hiện tại mặc dù đôi khi mình cũng từ chối tụi nó, nhưng mà tụi nó cũng thông cảm và hiểu cho mình hơn, thì ít nhất là tụi nó không có còn bị thất vọng mình nữa. Cái nữa, như mọi người cũng biết là bản thân mình đang hiện tại có một cái kênh YouTube nè, là cái mà bạn đang coi, thì mình cũng đã từng nhận được một vài lời mời khi đến chia sẻ một số những cái talk show, workshop, nhưng mà mình cảm thấy là mình không có quá nhiều kinh nghiệm, mình không có quá hiểu rõ cái chủ đề talk show đó. Nhưng mà bởi vì mấy bạn mời rất là nhiệt tình luôn, mình reply từ chối rồi các bạn lại tiếp tục thuyết phục một lần nữa, cái thành ra là mình đồng ý. Nhưng mà tới khi mình đến chia sẻ ở cái talk show workshop đó, thì cái tình hình thực tế lại làm mình nghĩ là mình đáng lẽ ra nên từ chối thì hơn. Nó giống như câu chuyện bạn bè của mình phía trên vậy đó, mình làm cho mấy bạn mời mình hài lòng vui vẻ tại cái thời điểm đó, nhưng mà tới khi mình chia sẻ, không biết các bạn đó có hài lòng không, nhưng mà ít nhất khi mình chia sẻ những cái nội dung mà nó không phù hợp với những cái mình đang có như vậy á, thì mình không hài lòng với bản thân mình không hài lòng với những gì mình đã chia sẻ. Và sau này rồi thì mình đã biết cách chọn lọc kỹ càng hơn những cái hợp đồng quảng cáo, những cái lời mời talk show, những cái hỗ trợ truyền thông, để làm sao cho cái kênh mình á nó không bị loãng, và để làm sao cho những cái mà mình đi chia sẻ cho mọi người á nó thật sự thực tế. Mình thấy là cái việc nói lời từ chối á, nó không những ảnh hưởng tới mình mà nó còn ảnh hưởng tới cái người mà nhờ mình nữa, nếu mà mình bản thân mình không có cân nhắc kỹ. Thì nói chung là sau khi mà học được cái cách nói lời từ chối rồi á, thì mình thấy là mình không có còn làm những cái điều mà mình không muốn làm nữa, trừ một số trường hợp là bạn bè thân thiết nó nhờ gấp lắm thì mình giúp nó thôi. Thì đó là cái gọi là cái sức mạnh, cái sự ảnh hưởng của cái lời từ chối đối với bản thân mình ở thời điểm hiện tại. Ok, tiếp theo sẽ là năm lời khuyên của mình dành cho mọi người trong việc nói lời từ chối. Ok, thì cái lời khuyên đầu tiên của mình á, khi mà nói tới giải pháp thì phải nghĩ tới cái xuất phát điểm, tức là cái nguyên nhân á. Thì bản thân mình sẽ giải quyết triệt để từ cái nguyên nhân đó. Với bản thân mình và đa phần mình quan sát được á, thì đa phần mọi người sẽ bị ngại mất lòng người khác á. Sau một khoảng thời gian thử từ chối khá là nhiều những lời mời khác nhau á, thì mình nhận ra là trừ những cái trường hợp như là bạn bè thân thiết nó đang rất là gấp, nó nhờ các bạn một cái gì đó mà nó mượn tiền kiểu vậy, thì những cái trường hợp khác, ví dụ như là người ta tư vấn cho bạn một cái dịch vụ nào đó nè, hoặc là một cái người bạn nào đó kêu các bạn hãy apply một cái vị trí nào đó trong câu lạc bộ đi nè, nhờ các bạn làm một cái project gì đó nè, email hỗ trợ truyền thông nè, vân vân, những cái trường hợp
hợp như vậy á, mình thấy là người ta không chỉ gửi cái lời mời cho một mình bạn đâu, người ta sẽ gửi cho rất là nhiều người khác á. Thì nói chung là cũng sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ, nhưng mà cũng là tùy các bạn linh hoạt, các bạn tự đặt câu hỏi để các bạn hiểu xem là người ta có phải là đang nhờ bạn là cái phương án cuối cùng của người ta rồi không ha. Nhưng mà về đa phần thì mình thấy là khi mà các bạn từ chối một ai đó, các bạn sẽ không chặn đứng cái đường cuối cùng của họ đâu. Nếu các bạn cảm thấy bạn không làm tốt được cái công việc đó, hoặc là bạn không hứng thú gì với nó, thì đừng có gượng ép mình làm, cứ thoải mái mà nói lời từ chối thôi ha. Các bạn hãy thử tưởng tượng các bạn là một người đi nhờ người khác làm một cái gì đó giùm mình. Thì khi mà người ta đưa lời từ chối thì mình nghĩ là đa phần bọn mình cũng sẽ có một cái sự thông cảm nhất định cho người ta mà, đúng không? Và mình sẽ thấy được là người ta cũng kẹt việc của người ta, cho nên là mình kiểu cũng thông cảm cho người ta mà. Tương tự người khác cũng sẽ suy nghĩ như vậy về bạn thôi. Thì người ta cũng không có đánh giá bạn là ích kỷ, khó ưa này nọ đâu mọi người, người ta cũng sẽ thông cảm thôi. Còn nếu trong trường hợp một số cái con người mà khi mà các bạn vừa nói lời từ chối mà các bạn giải thích mà người ta không chịu nghe những cái lời giải thích, không chịu nghe những cái lý do của bạn, vậy thì các bạn cần phải cân nhắc lại là những cái con người đó có thật sự đáng để các bạn sợ mất lòng hay không. Ok, cái lời khuyên thứ hai của mình đó, nó cũng tiếp nối cái lời khuyên hồi nãy luôn, đó chính là khi mà các bạn nhận được một cái lời nhờ vả gì đó của người khác á, thì các bạn hãy cố gắng đặt cho bản thân mình ba câu hỏi. Thứ nhất là bạn có nhận được những cái giá trị gì không, thứ hai là bạn có mất cái gì không, và thứ ba bạn có quỹ thời gian để làm những cái đó không. Ba câu hỏi này sẽ được đặt ra khi mà các bạn nhận được một cái lời đề nghị hay một cái lời nhờ vả gì đó, chứ không phải là những cái trường hợp mượn tiền mượn giấy kiểm tra này nọ ha. Với lại mình cũng muốn nói luôn là trong trường hợp ngoại lệ đó chính là bạn bè thân thiết á, nó nhờ mình á, thì mình cũng không có cần phải quá cân nhắc hai câu hỏi đầu đâu. Mình chỉ cần cân nhắc cái câu hỏi cuối cùng thôi, đó chính là mình có đủ thời gian để giúp nó và làm tốt công việc này hay không là được ha. Nói chung chốt lại là đặt ra giúp mình ít nhất là ba câu hỏi mình mới liệt kê. Cái việc mà nhận được cái gì á, mình học được một cái tư duy rất là hay từ bạn Khánh Vy á, đó chính là có ba thứ mà mình có thể cân nhắc được khi mà mình nghĩ tới cái giá trị mà mình nhận được á. Đó chính là đầu tiên tiền bạc thu nhập nè, thứ hai là mối quan hệ network nè, và cái thứ ba đó chính là cái kinh nghiệm, cái kiến thức mà mình học được khi mà mình làm cái hoạt động đó. Khi mà nó có ít nhất là 2/3 thì cứ cân nhắc nhận nó thôi. Nói chung là mỗi người sẽ có những cái khung giá trị khác nhau á, nhưng mà mình thấy cái chia sẻ đó của Khánh Vy khá là hay á, mọi người cũng có thể tham khảo ha. Còn mất cái gì thì dở ha mọi người cân nhắc thử xem là mình làm cái này mình có mất quá nhiều thời gian không, mình có mất quá nhiều công sức không, mình có mất tiền bạc không, hay thậm chí là đôi khi là mình mất cái cơ hội để mình được làm này làm kia sở thích của mình chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì mọi người cân nhắc thiệt là kỹ ha, tùy trường hợp sẽ có những cái thiệt và mất khác nhau. Ủa lộn, những cái được và mất khác nhau. Và cuối cùng sẽ là quỹ thời gian, bạn có đang bị kẹt quá nhiều việc không, mình nhận thêm cái này nữa mình có làm hết sức hết công lực cho nó được không, hay là bây giờ mình nhận bạn mình vui mà cuối cùng mình trao cho nó một cái thành phẩm không có ra gì hết. Người ta nhờ mình thì mình cũng có cái quyền cân nhắc thử xem là mình có nên nhận hay không mà, đúng không mọi người? Rồi, thêm một cái lời khuyên nữa của mình á, mình cảm thấy đây là một cái mà mình học được sau rất là nhiều lần mình từ chối người khác á, đó chính là cứ thật thà thôi, đừng có cố tìm cớ. Kiểu như là mình có cái lý do gì á thì mình cứ nói cái lý do đó ra thôi mọi người. Ví dụ như sau này khi mà mình bị kẹt tiền một giai đoạn nào đó, bạn bè mình nó hỏi mình đi du lịch thì mình nói rõ luôn là ê, giai đoạn này tao đang kẹt tiền và tao nghĩ là chắc hiện tại tao không hứa trước được đâu, vân vân. Hoặc là khi mình nhận được cái lời mời chia sẻ một cái talk show nào đó thì mình nói rõ luôn là mình cảm thấy mình không đủ kinh nghiệm để trở thành diễn giả cho cái chương trình này á, hoặc là mình thấy là những cái giá trị mà cái talk show này nó mang lại không đúng với những cái giá trị mà mình muốn mang tới cho những người xem của mình á, thì mình cũng sẽ từ chối. Nói chung là trong trường hợp nó không quá nhạy cảm á thì mình vẫn sẽ chia sẻ rõ ràng những cái lý do mà thật sự mà mình có cho người ta. Mình không cố gắng tìm cái cớ nào đó, ví dụ như là mình không muốn đi chơi với bạn mình nói là nhà tao đang có việc, hoặc là mình nói là mẹ tao lên thăm tao hay gì đó. Ý là mình sẽ không nói những cái thứ như vậy, bởi vì một khi mà bị phát hiện ra nó sẽ rất là kỳ luôn mọi người, nó sẽ rất là lúng túng luôn á. Đó là cái tác hại đầu tiên nha. Nhưng mà cái tác hại thứ hai á, đó chính là trong một số trường hợp á, mọi người mà nói dối á thì cái lập luận của mọi người nó sẽ không có chặt chẽ đâu. Thế nhưng mà người ta chặt lại mọi người vài câu thôi, mọi người sẽ bị bí đường binh á, và mọi người sẽ không tìm cách từ chối được. Cho mình thấy là cứ thật lòng nói đúng cái lý do của mình ra thì mình sẽ từ chối dễ dàng hơn, và người ta sẽ thông cảm cho mình dễ dàng hơn á mọi người. Rồi cái lời khuyên thứ tư của mình á, đó chính là mọi người có thể cho người ta những cái phương án đề xuất nếu mọi người cảm thấy cần thiết trong cái trường hợp đó. Ví dụ như bản thân mình đi, hồi xưa mình đã từng nhận một cái lời mời của các bạn trẻ ở trên Hà Nội, mình không nhớ chính xác nó là cái project gì nha, nhưng mà nó là đại loại là sẽ cùng huy động thu gom sách và tặng cho các bạn nhỏ ở những cái vùng mà lân cận Hà Nội á. Thì mình thấy cái project đó khá là hay, nhưng mà mình không có tiện tham gia cùng các bạn, thì mình đã đề xuất cho các bạn là kết nối với lại cái project thư viện ước mơ của cô Nguyễn Phi Vân. Thì đó cũng là một cái project mà hỗ trợ xây những cái thư viện cho các bạn nhỏ ở vùng cao vùng xa mà không có điều kiện mà đọc sách á. Thì mình kết nối hai cái tổ chức đó lại với nhau, mặc dù không biết là các bạn có thành công không, nhưng mà ít nhất là mình cho các bạn đó một cái giải pháp, một cái đề xuất mà mình có. Kiểu như là đó không phải là một cái trách nhiệm của tụi mình á, nhưng mà nếu mà mình muốn thì bọn mình có thể đề xuất cho người ta để mình thể hiện cho người ta thấy được là mình rất là muốn giúp á, nhưng mà tại vì bản thân mình không giúp được trong cái trường hợp đó thôi. Rồi cái lời khuyên cuối cùng của mình á, đó chính là trong một số trường hợp khi mà các bạn không có trực tiếp nói được cái lời từ chối á, thì các bạn cũng có thể
lựa một cái cách nói gì đó nó khéo léo, nó nhẹ nhàng hơn tí. Thì ví dụ trong cái trường hợp mà du lịch của mình đi ha, kiểu mình cảm thấy là mình cũng trân trọng cái đám bạn đó, chỉ là mình không chắc là mình có đi được hay không á, thay vì mình nói là không, tao không đi đâu tại tao kẹt việc rồi, thì mình sẽ nói là tao không dám hứa đâu nha, tại vì tao kẹt khá là nhiều việc á, thì tới gần đó nếu mà cảm thấy là mình có sắp lịch á thì tao sẽ báo cho tụi bay. Nói chung là mình cũng không dám chắc là các bạn có thể tìm được nơi nào đó có thể chia sẻ cho các bạn là một cái cách để nói lời từ chối siêu khéo mà không mất lòng ai hết không. Nhưng mà với bản thân mình thì mình nghĩ là khéo thì khéo, nhưng mà quan trọng nó vẫn phải thật á, nó vẫn phải là xuất phát từ vấn đề của bản thân mình, xuất phát từ cái lý do thật sự của bản thân mình á để mình nói với người ta. Thì đó chính là tất cả những cái bài học mà mình đã đúc kết được, mà mình đã học được trong cái việc là mình nói từ chối với người khác. Nếu như các bạn có bài học hay ho nào đó về việc nói từ chối thì các bạn cũng có thể comment ở bên dưới cho bọn mình cùng học hỏi lẫn nhau nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.